Hello everyone, qua Compact to my channel clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Shadowrun War Game, let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, play. Đầu tiên thì các bạn sẽ được vào trong một cái map. Looking for player. Rồi, các bạn có 30 giây để làm quen với cái map này. Match starting in 5 seconds. Let's go. Làm về làm. 5. Ok. Anh chàng này máu rất là cao này. Rồi, chiến đấu thôi. Fight! Victory is inevitable! Good luck, everyone. Oh my god, ở đâu bắn đây? You are terminated. Your team Your takes the flag. Defenses are subpar. Difficulty minimal. Your team dropped the flag. Enemy flag has been returned. I am unstoppable! Your team takes the flag! Your team dropped the flag! Enemy flag has been returned. Your team takes the flag. Threat eliminated. Even if you are an idiot, I don't see why you want to die so young. Enemy team takes the flag. Hold this for me. Analyzing. You'll move. Enemy team dropped the flag. Down. Your flag has been returned. The pain! The pain! This will patch you up. Team scored! The Warrior Kings Victory have spoken in our favor! Next round will start in 5 seconds. Fight! Let's go. I am the mighty! Humans, please be careful. Mình sẽ ra chạy ra chỗ thờ kia.
Feel my wrath. Enemy team takes the flag. You have taken the flag. Enemy team drops the flag. Your flag has been returned. You scored. Okay, thắng rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Lova. Các bạn phải đi cướp cờ của đối phương, sau đó thì các bạn cắm cờ lại vào cái cờ của mình, thì lúc đó các bạn sẽ thắng. Ok, let's go. Let's go. Oh my gosh. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba.
Đây là một tựa game sống sót cũng khá là hay. Gian full giáp luôn. Còn giáp luôn, thì sao? Con đạn này đi, cho khỏe. Chop chop! Butter, get a move on! Rất đau. Oh my god. Kiếm máu ăn thôi. Time to catch up. Giáp đây rồi. Bực máu to. Chết rồi, hết đạn rồi. Oh my god, mình được top 2 rồi. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Pixel Gun 3D. Lúc đó hết đạn rồi, chứ nếu không thì mình sẽ tiêu diệt hết. Đâm ra lại bị đứng top 2 thôi. Ok. Wow, súng của họ rất là mạnh.
Wow, súng mạnh thật. Không hiểu sao mình chỉ vài phát đạn thôi là mình chết rồi. Bây giờ súng này, những cái súng này bây giờ là toàn lạp tiền nhiều thì là các bạn bắn càng đau, cho nên nó không được hay như ngày xưa. Như ngày xưa thì là đều súng như nhau hết cho nên bắn rất là công minh. Nhưng mà bây giờ thì những anh chàng nào mà có nhiều tiền thì sẽ mua những khẩu súng khỏe hơn, cho nên bắn nó sẽ không được công minh như ngày xưa. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Phát làm vào. Let's go. 3, 2, 1. Ok. Tấn công rồi, tiếp tục đi thôi. Oh
Oh my god, anh trai này khỏe không? Ok, thắng rồi. Mình chỉ còn một tẹo máu nữa thôi là chết. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Brown. Lego Brown. Piresa. Oh, Hidden Side. Xem chọn random nó là cái gì. Piresa, ok. Virus Captain, đấu với tem Zombie Virus. Wow, chỉ mũi này càng lâu càng tốt. Ở đây xong gói gì ăn không ạ? Đây rồi. Oh my god. Đau luôn. Thắng rồi. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Caster. Web player. Withering. Earphone. Beastly. Sega. Mr. Mao. Thank you.
Asitewa. Oh my god. Ok, đã sang là CT2. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Symbol Dream. Let's go. Oh my god. Vậy chứng tỏ phải tránh anh chàng này. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.